Chào các bạn, hiện tại tụi mình đang ở Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là kỳ quan thiên nhiên thế giới bạn. Và ở Vịnh Hạ Long này có rất là nhiều những cái vịnh, những cái núi đá voi rất là đẹp. Và bên cạnh đó còn có cả những chiếc du thuyền rất là sang trọng luôn. Ở từ xa mấy đứa thấy có chiếc du thuyền đó không? Wow. Và hôm nay tụi mình sẽ review 5 loại du thuyền với mức giá là từ thấp nhất chính là du thuyền ve chai, và du thuyền với mức giá cao nhất là du thuyền 100 triệu một đêm luôn nha bạn. Wow. Và hôm nay Đại Hào lấy vinh dự chơi con du thuyền đầu tiên luôn. Ê kép, hello ai kép. Rồi du thuyền này là được bên ekip mình nhặt ở bên chỗ du thuyền mà ve chai các bạn. Hình như bị lủng lỗ luôn à. Ồ, đã hút tàu lủng lỗ luôn rồi. Ồ, hai đứa trải nghiệm mấy đứa. Dứt, lôi ngay mấy đứa. Lên anh chị ơi. Cố lên anh. Lên anh chị ơi. Ổn không vậy anh? Ổn chứ. Ổn đi bè. Hả? Ôi ơi, nó chèn vô. Cái chèo đâu chèo? Cái chèo đâu? Nè 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 nè, chụp chụp chụp. Không không, chèo hai tay á, chèo hai tay á. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chèo vô đây. Chú. Rồi tiếp theo tụi mình đã đến được tàu Khâm Vịnh nha bạn. Giá vé của cái tàu Khâm Vịnh này là 690.000 một người, bao gồm một suất ăn trưa cho từng người luôn. Wow. Núi non rồi các kiểu, rất là feel luôn. Ok bây giờ review tàu mấy đứa. Ok anh. Đó. Anh sẽ review cái ghế này nha. Hả? Rất là tuyệt. Wow, vừa bước vào khoang tàu này thì mình thấy nó khá là gia đình luôn nha mấy bạn. Ghế gỗ nè, bàn có lồng kính nè, nói chung là ăn cơm gia đình mấy bạn. Còn ở trong đây thì có áo phao đang ăn mà kiểu như là mình thấy mình muốn bơi quá, mặc xuống nhảy ra bơi liền luôn. Và nó cũng đầy đủ tiện nghi nha mấy bạn, máy lạnh quạt các kiểu. Còn ở đây là có cả tủ lạnh luôn nha mấy bạn. Wow, trong đây thì nó có khá là nhiều sinh tố lúa mạch luôn. Còn ngăn bên đây thì nó đựng khu mực các kiểu. Và đặc biệt là cái phòng khách này nó có bộ âm ly hùng quá tiền hình cái kiểu. Nó khá là tiền thống luôn nha các bạn. Giống cái thời mà ba mình còn karaoke á. Còn khoang này thì sao? Cái phía sau thì nó có nhà vệ sinh luôn nha các bạn. Còn cái khoang cuối cùng thì là một cái nhà bếp nha các bạn. Đầy đủ chén đĩa gì đồ cái kiểu. Ok mọi người, hai bên phía ban công thì có hai ghế nè. Wow. Ngồi chiêu chiêu tóc bay tóc phế. Ở phía bên đây thì mình thấy có cái buồng lái mọi người, có anh cấp tình đang chạy mọi người. Chắc vô xin mình lái thử là được ta. Anh ơi cho em thực hiện ước mơ của em. Em là thuyền trưởng Luffy. Hả? Mọi người đi thôi. Ơi. Em ơi quay phải. Ô phải anh trái hả? Quay phải. Mình trả bô lăng cho anh cấp tình nha mấy bạn. Mình sẽ trải nghiệm cái giường ngủ của ảnh nha. Trời ơi, nó im quá. Mình không nghe cảm giác mà sóng nó gợn gợn luôn á. Khá là phê nha. Đa số du thuyền tham quan ở Vịnh Hạ Long này thì chúng ta sẽ đi tham quan mấy cái hòn như vậy nè bạn. Mấy cái bãi đồ. Như đây là hòn gà chọi. Đây là cái hòn gà chọi bạn. Hoặc là còn có tên gọi là hòn trống mái. Do nhìn nó khá là giống hai con gà nó đang khịa nhau các bạn. Rồi tiếp theo mình được tham quan hòn Thiên Nga nha các bạn. Nước lên mới sẽ giống Thiên Nga hiện tại là, hoặc là cỏ rồi nó mọc các kiểu nên nó không giống á. Nhưng mà cảnh đây bên đây là cảnh là rất là chill bạn. Quá từ mấy cái núi đá voi nè, xanh lè luôn. Wow. Rồi tiếp theo tụi mình đến hòn móng tay nha các bạn. Mà giống là giống hòn một lai quá à. Hả? Nhớ lại video mạnh tay các bạn. Đây hòn một lai, hòn móng tay nha. Ngoài ra tên tàu này chúng ta còn có đi tham quan hang luồn. Đó cái hang người ta chèo xuồng luồn qua luồn lại bạn. Và có cả hang động sửng sốt. Bên trong có những cái khối thạch nhũ và những khối đá được khổng lồ trong đó. Không gian rộng, rất là rộng luôn nha bạn.
Rồi tiếp theo là đảo TikTok nha các bạn. Có tượng cái ông phi công, ông tên TikTok hay gì để đặt tên theo tên của ổng. Và cho Hương 30 giây review đảo. Ok, đi theo camera mà gơ. Nói chung là ông phi công người Nga, hồi xưa ông được bắt tay với bác Hồ các bạn, nên tạc tượng lại khá là ngầu luôn. Và đây, cái này gọi là cái giọt vớt rác do rapper Đen Vâu để lại các bạn. Kiểu như là ai, nếu tôi không hát rap thì bây giờ tôi sẽ phải đi dọn rác. Và tiếp theo tụi mình đang đứng trên một cái con tàu 4 sao các bạn. Và tàu này mang tên Lezuni. Tàu này chúng ta sẽ bỏ ra số tiền là 3 triệu cho tới 3 triệu 6 một người. Và được ở 2 ngày một đêm nha các bạn. Do là có phòng không có ban công và phòng ban công nha. Phòng ban công thì sẽ thấy toàn cảnh đồ cái kiểu vịnh Hạ Long đồ. Rất là nhiều núi đá vôi đồ. Ok, bây giờ tụi mình sẽ review xem là cái tàu gì hào. Lezuni 4 sao này là có dịch vụ gì chơi nha các bạn. Tàu này thì chúng ta có một cái ban công với tên bú tên nóc tàu các bạn. Rất là nhiều ghế để dành ngồi chiêu. Hào, có chiêu hào? Chiêu không em? Quá chiêu. Chỗ để dành tắm nắng. Bao chiêu? Rất chiêu. Rồi ở phía bên đây thì mình tiếp tục trải nghiệm cái phòng lái của captain nha mọi người. Anh này anh lái đã luôn. Ủa anh ơi, anh làm nghề lái thuyền này bao nhiêu năm? Anh lái được hai mấy năm rồi. Trời ơi. 20 mấy năm, đây chính là thuyền trưởng thật sự rồi mọi người ơi. Dạ em cảm ơn anh nha. Ở phía trước chiếc tàu 4 sao này rất là chiêu bạn. Cột bòm nè. Rồi đằng trước thì quá từng mỏ neo dây được cái kiểu nhìn ngầu cực luôn, giống như là cái tàu Ngọc Trai đang ở trong cướp biển cùng vùng Caribe, mấy đứa biết không? Biết anh, chắc bà gấu. Rồi ok, mấy đứa biết làm gì đúng không? Yeah. Chết. Rồi hả? Có điều. Rồi, đứng dậy coi. What the hell? Chúc mày khùng các bạn. Ở đây chắc không có đá ngầm hay băng trôi gì đâu các bạn, không sao đâu. Thoải mái mấy đứa. Và cái tàu 4 sao này được hơn cái tàu hồi nãy, và ở cái là có phòng ngủ các bạn, được ngủ qua đêm. Wow. Bạn thấy nhìn thấy, đây là cái hành lang những căn phòng. Có phòng trai chữ trái, nhìn nó khá là cổ luôn bạn, rất là nhiều gỗ luôn. Có cái lối thoát hiểm luôn nè, exit. Có lối thoát hiểm nữa nè. Và chúng ta vào xem phòng nha. Xin mời thưởng thức. Welcome. Ngay ủ tàu luôn anh ơi. Wow. Quá dữ. Oh my god. View mũi tàu nha bạn. Wow. Phải nắng hả? À. Ủa áo bạn. Nắng quá. Rồi phía bên đây thì chúng ta có cửa sổ banh pyjama toàn cảnh nha bạn. Rồi giờ thấy được những chiếc du thuyền khác. Còn phía bên đây thì mình thấy có cái tủ lạnh nè mọi người, chắc mở ra. Alo. Có rồi, cái này phải mua mới được uống nha. Có cả tủ đựng đồ nữa mấy bạn. Đây. Tủ đựng đồ, két sắt, có cả áo phao nữa, còn cái máy lạnh thì được giấu ở trong đây nè. Oh, view này các bạn ok luôn bạn. Giờ tắm nó có cửa sổ nhìn cảnh phía ngoài nữa nè. Đại vô anh với em thử cái đủ hai hàng không đại? Tắm đôi. Ok nha, xả nước nha. Thôi đi ra. Và hiện tại là đang là giờ trưa luôn các bạn, nên là phải ăn trưa. Tới giờ trưa là ăn trưa. Đây em. Cái lộn. Bỏ đồ xuống anh đây. Ở đây thì mình sẽ ăn trưa theo dạng buffet nha mọi người. Mình gắp cái chả này đi. Ok. Ok. Ở phía bên đây thì chắc này chắc giỏi mọi người, mình đem luôn. Mọi thứ mình gắp một ít.
Còn ở phía bên đây thì mình thấy có các món để ăn cơm á mọi người, đồ mặn á. Nè, tôm đồ nè, tôm hấp. Mình ăn con thôi đủ rồi. À, mật hay em cắt luôn cũng được. Lấy cơm này. Cơm thì lấy cái dĩa riêng anh ơi, nhiều quá. Rồi, sẵn đây mình xin giới thiệu với các bạn nha. Đại là đội trưởng đội chống heo của team mình nha các bạn. Rồi, xong rồi mọi người, mình về mình đớp hết cái này nha. Rồi, đồ ăn sẵn sàng. Lấy cái màu này lên. Biết để làm gì không em? Không biết đâu. Cái này để làm gì vậy? Nè, đánh chỉ cho sải này. Cái này là dành lại vậy nè. Ủa là vậy thiệt hả anh? Ờ, giống nhân vật Aladdin ghê. Còn này đâu vậy nè? Là giống chú bé lắc chắc. Ủa ta là kỳ á. Cái anh đội như vậy là giống The King. Ăn giúp ăn ngon hơn các em. Kỳ anh ơi, không phải hay sao á. Giống rồi, đúng rồi, ăn vậy em là không được làm gớt là... Em mới làm gớt hả? Không. Kỳ quá anh ơi, sao á. Có anh bội hoè. Sao mọi người nhìn mình nhiều dữ ta. Mình đang ở trên một cái con tàu 6 sao bạn. Và tàu này là tàu Elite of the Sea. Đây là một con tàu hiện đại, cao cấp nhất, với dịch vụ số 1 tại Hạ Long và Lan Hạ, tính thời điểm hiện tại luôn nha các bạn. Tên cái tàu Elite of the Sea này thì chúng ta có rất là nhiều cái để ăn chơi luôn bạn. Ví dụ như là hiện tại là mình đang ở trên nè, một cái sân thượng view rất là chill luôn, nhìn thấy rất là nhiều mấy cái núi đá voi của Vịnh Hạ Long, thấy được những cái làng chài rồi những con tàu khác được các kiểu bạn. Rồi có cả là săn gót, nhà hàng, quầy bar, hồ bơi giác vàng. Và có rất là nhiều mấy cái phòng VIP, phòng tổng thống được các kiểu nữa. Như phía bên đây còn có cả một cái chỗ để dành cho tắm nắng nữa nè các bạn. Trời ơi cái đó đẹp kìa. What the hell. Có cả chỗ tắm nắng nhìn thấy là chill luôn. Hai anh dùng gì vậy? Cho anh một lon coca mà đừng bỏ ga. Rồi ok anh lon coca không bỏ ga không bỏ đá. Cho anh một chai nước suối nhưng mà bỏ đá không bỏ suối. Cho anh một ly nước cam đừng bỏ cam. Rồi cho anh ly nước cam bỏ vỏ cam. Những cái du thuyền này được mình book ở bên Tico Travel nha bạn. Tico Travel là một bên chuyên book nè, khách sạn nè, du thuyền nè, du lịch rồi nghỉ dưỡng luôn các kiểu luôn. Và đặc biệt là Tico Travel là có chi nhánh khắp mọi miền luôn các bạn, Bắc Trung Nam luôn. Nếu các bạn nào muốn book các bạn có thể nhắn Pauline trong phần bình luận để được giảm giá 10% khi book bên Tico Travel nha. Và ở trên tàu này có tất cả là 35 phòng luôn các bạn. Đây lầu 3 phòng 10. Lầu 3 phòng 07. Còn tụi mình là sẽ ở lầu 3 phòng 12. Giá phòng ở đây thì có nhiều mức giá lắm các bạn. Từ 7 triệu cho tới 26 triệu tùy theo cái phòng đó VIP hay không. Và đặc biệt là có cả phòng tổng khống nữa. Trải nghiệm mấy đứa. Có giường, rồi RAM. Và đặc biệt là phía qua đây có một cái ban công VIP nha các bạn. Đây, biển kế bên luôn. Rất là đẹp. Có cả dĩa trái cây welcome bạn, nho này là nho mẫu đơn nha. What the hell. Nè cho mấy em nè. Đó, ăn tóc mèo đi. TV, tủ đồ, rất là xanh đều, két sắt, tủ lạnh có nước ngọt luôn. Wow. Có cả phòng tắm này có cả bồn rửa tay, máy sấy tóc, kiếm trang điểm. Bồn cầu này thì sẽ có chức năng sấy đít xịt nước rồi xông khói rồi các kiểu các bạn. Và phía bên đây chúng ta sẽ có bồn tắm, view biển luôn. Vừa tắm mà vừa ăn cho mà vừa ngắm cảnh thì còn gì bằng. Tiếp theo là mình sẽ review một cái thùng rác 6 sao ở trên tàu 6 sao. Các bạn nghĩ cái thùng rác này là bình thường hả? No, xem nè. Mình chỉ cần quơ quăng cái này lắp tự mở. Đó, sau đó bỏ rác vào. Và kéo giờ mình búng cái này. Chết 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 chết. A magic của 6 sao. Bruh. Và mình đã tới được hầm rượu ở trên tàu nha các bạn. Đây là hầm dùng để bảo quản rượu. Có rất là nhiều rượu luôn. Từ 1 triệu cho đến chục triệu cũng có nữa. Và mình sẽ chọn một chai để mình quýnh nha. Rồi, mình thấy chai premium này khá là ok á, 5 triệu các bạn. Và đây, một cái ly màu xanh lá biển, 3 triệu nữa. Mình sẽ để nó ở đây.
Rồi mình sẽ kêu anh phục vụ khui cho mình, rồi mình ứng lương, mình quýnh chai này xong mình đi ngủ là đẹp rồi. Anh ơi, khui cho em chai rượu. Hình như anh phục vụ ảnh đi ngủ rồi các bạn ơi. Giờ chắc mình khỏi uống đỡ tốn tiền nha các bạn. Rồi tiếp theo tụi mình sẽ review cái sân gòn cho tên Tàu nha các bạn. Chắc từng luôn nó quá đánh gì cái đưa gì gậy gì nè, gậy này cho anh nè. Rồi ok. Gậy gì sao? Bỏ ba số em. Đúng rồi. Rồi đứng kê bên, nhầm nhầm cái đít ra coi. 3 ngang. 1 2 3 tới đây. Đánh. À không nổi là anh thử tay phải bé ơi, bé đứng bên kia bé. Nè. What the hell? Yes. Quá đẹp, quá đẹp. Rồi, tới mình, 3 gan. Tốt rồi. Đây nè, tới gì không có gì, tới mình 3 gan nè. Nè, các bạn không, đánh con ta phải đúng tư thế người ta đánh mới vô được. Nè, đây. Lắc bít lên. Rồi, xuất qua. Đó, chỉ luôn cách đánh luôn kìa. Nè. Chỉ quẹt tay quá. Nè, vô nè. Ok, ba tụi mình chơi thiệt với bạn. Mỗi người đánh hụt một gậy thì tới người kia. Ok, anh đánh trước nha. Rồi bao giờ vô? Đây hả? Tiếp theo là tới mình, Tiến Hữu, chuyên gia đánh gòn. Ăn gòn. Mình đánh bằng tay trái như Dung Quá nè. Một tay như hai tay. Lên. Yeah. Phải vậy chứ. Nè các bạn nhìn mình đánh nè. Này mới gọi là đánh gòn nè. Ai mà đánh như Ân với anh Lâm các bạn. Nhìn nè. Tốt mà. Ủa vậy là sao? Rồi tiếp theo tụi mình sẽ review hồ bơi chét vàng nha bạn. Ồ hồ này đã tới rút rồi bạn. Theo như mấy anh tiếp viên ở đây nói là hồ bơi này được vét từ những vàng hạt. Gạch là gạch bình thường nhưng mà sẽ vét một cái lớp vàng lên, sau đó đáp một lớp keo lên. Tổng tiền vét vàng đây là 1,5 triệu. Và phía bên kia có một cái tấm kính vô cực tỷ nữa. Là hồ bơi này là cái tiền kính với tiền vàng là 2,5 triệu. Kính này 1 tỷ nữa các bạn. Kính dài như nè. Kính 1 tỷ nó dài như vậy nè. Quay giờ tên quay xuống nè anh cameraman sơn cua. Đây, như vậy 10 phân các bạn. Ghê vậy? Ồ, thấy được. Lặn dưới đây là thấy người ta dưới đây luôn á. Đâu ghê hả? Ờ. Wow. Rất là tuyệt vời luôn bạn, hồ bơi vét vàng nó khác không phải ở nhà chứ. Ờ còn có bồi vàng nữa nè. Trời ơi thiệt cưng quá à. À quên. Vô. Chúc mừng năm mới. Hả? Happy New Year. Còn 4 tháng nữa qua năm mới không? Ờ à, đã. Tiếp theo là tụi mình sẽ trải nghiệm chèo thuyền kayak. Trời nó cũng đã mát rồi. Thuyền trưởng điều khiển thuyền trưởng. Mất kiểm soát các bạn ơi. Thuyền trưởng làm gì á? Mất kiểm soát. Thuyền trưởng lái tàu như đặt cầu. Hiện tại là chiều nha bạn. Và trên thuyền 6 sao thì tới buổi chiều sẽ có một tiết mục dạy cuốn bánh tráng. Thật ra là dạy người nước ngoài các bạn, nhưng mà mình học lỏm, mình người Việt Nam. Lại anh Lâm không ăn rau nên mình sẽ bỏ rau vào.
tốt tốt lắm cậu. Sau khi cuốn xong thì nhìn nó oh beautiful, đẹp tuyệt vời luôn. Oh my god, mình đã hoàn thành gỏi cuốn 6 sao trên Du Hiền. Ăn đầu bếp làm với Hào phụ tá. Phụ bếp. Xí xì á, mời anh ăn à? Mời anh thưởng thức. Đúng rồi. Chị cuốn gì lòi con tôm vậy vậy? Giờ bánh chén nó ướt quá nên nó tự rách anh à. Ủa anh đâu biết ăn rau đâu, em cuốn rau nữa. Chết, lỗi tại Hào nè. Hào kêu cuốn rau đi. Lỗi em. Để chút nữa anh, giờ anh lên web anh đánh giá là còn 5 sao thôi nha. Không cho 6 sao nữa, bánh cuốn này 5 sao thôi. Rồi. Sau khi sử dụng thì anh thấy như thế nào? Perfect. Rồi, tới tối bạn ơi, tối thì phải ăn tối nha. Bạn thiết kế quá là perfect luôn, 6 sao nè, nhìn nè. Hello. 6 sao là gì đó bạn? Chắc từ lưu quá. Đây, chuyên nghiệp bên đây nè. Nhìn chuyên nghiệp kìa, qua coi chuyên nghiệp nè. Rất là chuyên nghiệp luôn. Nè, nhìn nè, nhìn chuyên nghiệp nè, chuyên nghiệp nè. Ủa là gì? Không, mình phải khác người chứ. Đúng rồi. Rồi ok, lên món đi anh Bòi. Bánh mì fresh burkems. Burkems. Là bánh mì thì mình sẽ ăn với bơ các bạn, món khai vị. Đó. Perfect. Còn đây là món coi sao đẹp. Sộp trứng tâm. Cá tầm lộn. Cái gì lại? Coi sao đẹp trứng cá tắm. Món tờ nhà Tây ghê luôn. Tên này có trứng cá tầm, muối gì nè, đang đen nè. Tiếp theo là món beef steak độ chín 100%. Hả? Tại vì anh Lâm kiểu không ăn được tới sống mấy bạn, nên là mình tâm lý. Mời anh. Perfect, tuyệt vời em. Năng ly. Buổi tối hôm nay thì mình xin giới thiệu bạn gái của mình. What the hell? Ok không anh ạ? Perfect em ơi. Sau khi ăn xong thì tụi mình trở về phòng nha các bạn. Và trên phòng thì có một cái ban công như thế này. Tối vui à. Và phòng không có gì chơi các bạn. Thành ra là chắc là phải đi ngủ. Anh làm bánh đi chơi mệt quá sao anh ngủ trước các bạn ơi. Còn mình thì sẽ ngủ chung với bạn Hào. Tối nay dẫn đưa mình đi xa nha Hào. Ok, tối nay mình sẽ cho bạn biết thế nào là low five chill. Rồi. Chúc tất cả các bạn ngủ ngon. Nếu tối nay mà có mưa bão hay gì đó thì mình sẽ quay review cho bạn xem. Từ sáng các bạn, Tĩnh Hiền này ngủ rất là phê các bạn. Nó do cái dịch Hạ Long không có sóng các bạn. Ngủ không bị say sóng, Hiền không có lắc lư tí nào hết. Tài cảnh rất là chill luôn các bạn. Rồi buổi sáng thì ăn buffet các bạn. Lấy gì lấy cũng ăn, gì ăn. Và bản thường lại thì mình chỉ biết buffet thì mình chỉ biết ăn bánh mì với lại trái cây thôi các bạn ơi. Vô đây cũng ăn con bánh mì trái cây thôi chứ buffet chỉ ăn mấy cái này là nó đỡ ngán nhất các bạn. Rồi sau khi ăn sáng xong thì tụi mình đi review thử phòng tổng khống nha các bạn. Wow. Rồi phòng tổng khống thì mình thấy là hát phòng thường là nó rất là rộng luôn các bạn. What the? Chính đèn luôn đó hả? Phòng này có thể điều khiển bằng đầu mod trên tay em. Phòng gì cũng được hết hả? Vâng anh. Phía bên đây thì có cả nhà vệ sinh. Dạ rồi. Giật mình anh. Gì vậy, bóc được hả? Lại anh đang. Quá đẹp. Cảm biến. Vừa mới vô nó giật mình luôn. Về lại vậy đúng không? Vô đúng không? Ừ. Ủa? Thôi đủ rồi. Rồi phòng tắm thì có cảm biến nhiều nha. Trời ơi. Ôi trời, cứu tôi. Cái kiến nó đại lên. Có cảm biến không?
Theo không cảm biến bạn ơi. Rồi có bồn rửa tay, bồn tắm, tắm mà ngay phòng vậy luôn các bạn ơi. Tắm mà lỗ hiên luôn, mở cửa ra mình thấy bên kia luôn. Ăn mở cho anh cái đèn này coi anh ăn. Có, sếp. Wow. Mở luôn, có một vàng quá bạn. Wow. View rất là tuyệt vời các bạn, view mũi tàu nha. Nhìn thấy rất là nhiều cảnh luôn, quá trời tàu luôn các kiểu. View mũi tàu. Mấy cái màu vàng vàng này nè bạn, vàng này là đều giác vàng hết nha. Cũng có dính được móng tay mình lỡ miếng nào để về nhà coi. Ê, cái này có thể vàng á. Cái này chắc vàng á. Vàng á. Ok, nói chung là tụi mình đã review xong cái du thuyền 6 sao Elite of the Sea hay là sang chảnh lưỡi vàng. Nhưng vẫn còn một cái du thuyền đẳng cấp hơn nữa nha. Bây giờ tụi mình sẽ bay qua đó review liền luôn nha. Ăn ơn. Và đây tụi mình đã tới được cái du thuyền VIP nhất của clip hôm nay bạn. Đó chính là du thuyền cá nhân. Quá tuyệt vời luôn bạn. Nhìn nó rất là VIP luôn mọi người ơi. Và vì sao chiếc du thuyền này VIP? Bởi vì là để trải nghiệm cái du thuyền cá nhân này trong 2 tiếng thì chúng ta phải bỏ ra là hơn 26 triệu các bạn. Và sẽ được trải nghiệm trong 2 tiếng và được trải nghiệm 9 người. Chỉ với 2 tiếng thôi hả? 9 người luôn em. Vậy còn nếu mà mình muốn ở lại ngày hôm nay á, cho ngày mai thì sao anh? Tức là ở qua đêm á, hai ngày một đêm hả? Dạ đúng rồi. Thì tất nhiên là phải bỏ giá tiền hơn chứ, 2 tiếng 26 triệu mà ở nguyên một ngày luôn thì giá nó phải khác rồi. Nhưng mà anh muốn giữ bí mật để chút nó có một cái trò chơi cho mấy đứa. Vậy mà cũng giữ bí mật nữa hả? Đúng rồi. Rồi phía bên đây du thuyền thì chúng ta sẽ có một cái hành lang bạn để dành ngắm cảnh câu cá rồi rất là chill nha. Đây thấy được cái tàu bên kia đó kìa. Rồi phía sau du thuyền thì có chỗ ghế sofa dành ngồi chơi hoặc là tắm nắng. Nắng bạn? Nắng cực luôn anh à. Phía trên đây là nè, để dành tắm nắng là phải có tấm kiến như vậy bạn, để ánh sáng xuyên qua tắm nắng. Trong đây thì chúng ta sẽ có phòng khách. Hai bên anh bên kia là hiền trưởng với lại hoa tiêu nhé bạn. Còn cái này là hành khách nè. Bình thường là dưới cái cây này là mình chỉ cần búng tay một cái bạch một cái là tụi nó ăn sập luôn các bạn. Là tốt rồi. Ok, tiếp theo mình sẽ review mấy cái chức năng của du thuyền các bạn. Mr. V, biểu diễn bên đó coi. Trong đây có rất là nhiều mấy cái nút luôn, nhưng mà em bấm cái nút, đúng rồi, bấm nút đó cho anh. Bụp, là phía bên đây là sẽ mở lên một cái tivi để dành vừa ăn trái cây vừa coi tivi nha các bạn. Rồi, ngay ở đây thì chúng ta có bếp điện nè, vòi nước nè, vòi nước nóng lạnh luôn, bếp nướng, những cái ngăn tủ rồi các kiểu, thùng rác, tủ lạnh, có rất là nhiều bia, nước suối nữa. Siêu lạnh luôn. Rồi bên đây có một cái bàn để dành mình ngồi mình coi anh thuyền trưởng anh lái tàu nha bạn. Ủa mình được lái thử không anh? Dạ lát anh muốn lái thử thì anh lái thử xem. Ồ được lái thử luôn mọi người ơi. Good good. Còn cái này là cái cửa sổ trời toàn cảnh nè các bạn. Oh my god, cửa sổ trời luôn các bạn ơi. Hơn cửa sổ ô tô nữa. Một chà bá luôn. Rồi tiếp theo là phòng ngủ các bạn. Ở cái du thuyền này có tới 2 phòng ngủ lần. Một cái phòng chính là ở đây. Đây rất là ấm cúm luôn. Chúng ta cần hai bé trải nghiệm thử coi ok không? Cái này phòng này mà nằm chung với cường rết là hết bài luôn rồi. Thôi hãy hới cường rết này. Quá đã. Có cửa sổ ngắm biển nữa. Đó. Trời ơi gió nó vô kìa. Oh my god. Cái mền nó há là mỏng luôn nha mọi người. Thôi đắm gì cũng được. Đó là mệt đó. Có cả gương nữa nè. Ngăn để đồ. Phía bên đây thì có toilet mẹ ơi. Trong toilet chúng ta sẽ có phòng tắm nè, có cả ngắm cảnh bên ngoài toilet. Chỗ gương tay. Đây là gương nha. Còn phía bên đây chúng ta lại có thêm một cái toilet khác. Toilet mini. Sau đó mình mở cái cửa phòng này là mình sẽ thấy được một
cái phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ thứ hai nha. Phòng ngủ được tới hai cái giường nữa, còn cá bên trong nữa. Trải nghiệm mọi người. Rồi mình đóng cái phòng ngủ thứ hai này lại đây bạn, và điểm hay của nó chính là ở đây nè. Chúng ta chui vào trong cái nhà vệ sinh này, đóng cái cửa nhà vệ sinh lại. Và cái hay là bên đây là còn thêm một cái cửa nữa nè bạn, cửa phụ nữa, mà mình sẽ mở cái cửa phụ này ra. What the hell? Tính ra câu cá còn khó hơn cả ăn cơm nữa bạn, ăn cơm dễ câu cá nhiều. Và ở phía sau Huyền thì chúng ta có một cái chỗ để dành bơi lội bạn. Lên xuống á. Cái bơi gì đâu anh? Hả không, có chức năng ở đây nè. Nút lên xuống đây nè. Đó, anh hạ xuống cho mấy đứa coi nè, nhấn nút xuống là cái này nó hạ xuống nè. Hạ cho nó hấp xuống để dễ leo lên, leo xuống phải không? Ồ, oh, xuống được nữa. Quá trời. Quá ghê. Được rồi anh ơi. Lên lại, lên. Ồ. Và ok, tụi mình có một cái trò chơi nho nhỏ cho mấy bạn khách mời. À, bạn ăn, đại, hào, vĩ và hơn. Không ngờ. Anh Lâm sẽ có một trò chơi cho mấy đứa, đó chính là trả lời câu hỏi, ai mà trả lời đúng nhất sẽ dành ngay 1 triệu đồng để ăn chơi Vịnh Hạ Long. Cứ ai trả lời sai thì sẽ được một vé tắm biển. Good. Okay. Good không? Good không? Ok không? Để trải nghiệm cái du thuyền cá nhân này thì chúng ta phải bỏ ra là hơn 26 triệu đồng để trải nghiệm cho 9 người trong 2 tiếng. Đó là cái giá của bên là Tico Travel nha. Còn nếu như bây giờ mình muốn mà qua đêm như nãy câu hỏi của anh hỏi đúng không? Yeah. Là muốn qua đêm. Qua đêm là hết bao nhiêu? Đúng rồi, muốn qua đêm là sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền? Và qua đêm thì chúng ta chỉ qua đi được 4 người thôi, do là có 2 cái giường, 2 phòng ngủ thôi. Nên muốn qua đêm là chúng ta sẽ qua đi được 4 người. Và giá vé cho 2 ngày 1 đêm ngủ qua đêm là sẽ là bao nhiêu? Mỗi đứa đều được phép ra một câu trả lời. Đầu tiên là hơn. À, 4 người đúng không? 16 làm 2 48 triệu 48 triệu cho 2 ngày 1 đêm. Yes. Thế là gì? 56 triệu 56 triệu 75 triệu luôn. 2 tiếng là 26 triệu. Chúng ta nhân lên 100 triệu. 100 triệu luôn. 120 triệu. Vâng. Và đầu tiên thì mình sẽ suốt hằng ra giá ngáo nhất nha bạn. Ăn 120 triệu. Đít y bata. Đi 100 triệu là đúng rồi, ngáo nhất rồi. Tiếp theo là người ra giá hấp nhất là ai? Yes. Hương hả, ra giá hấp nhất. Đúng rồi. Rồi người ra giá hấp nhất chính là Hương. Đết y bata. Người ra giá cái giữa. Lần này 70 triệu đúng không? 70 Oh my god. 70. Bao nhiêu đại? 100 triệu ấy đúng rồi. Chúng ta còn 100 triệu bao nhiêu? 56 anh. 100 triệu và 56 triệu. Cái gì vậy? Nó đón đúng mà. Em đã đón đúng rồi, đúng ý luôn em, 100 triệu luôn á. Em đón đại luôn á. Đúng 100 triệu luôn á. Ghê vậy? Ờ. Không biết luôn á. Thiệt này đúng. Đón đại luôn á. Rồi, anh em ơi đừng lo. Anh giữ giùm em được không? Ô. Ờ ơi, nó chơi tiền mẹ, nó chơi tiền. Giữ giùm mà. Ok, mình còn được trải nghiệm lái nữa nha các bạn. Lái này như lái ô tô bạn nè. Nè, nè, lái qua phải nè. Nè, nhìn nè, nhìn cho đám anh nhìn nè. Ồ, qua phải nè, 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 qua trái nè nha. Qua trái nè. Oh my god, em quá dễ luôn. Lái không sợ đụng xe máy, xe đạp hay là container nữa bạn. Rất là dễ. Chỉ cần né mấy cục núi thôi à. Nói chung là cái du thuyền cá nhân này rất là đẳng cấp và dịch vụ cũng như chất lượng các bạn. Trước khi lên du thuyền là mình được thuyền trưởng là chào đón nè, dẫn lên tàu rồi được mời welcome drink bạn, cái nước uống mà ngọt ngọt mà vô mấy khách sạn được cao cấp có các bạn. Và đặc biệt là thuyền trưởng sẽ hướng dẫn mình hết cái chức năng luôn, như nãy cho mình review, thật ra là thuyền trưởng review cho mình xong rồi mình review cho mấy bạn á, và hướng dẫn cách lái tàu luôn nè. Ok, nói chung là mình kết thúc video ở đây luôn nha bạn. Video hôm nay là trải nghiệm các loại du thuyền tại Vịnh Hạ Long, chiếc nào cũng đẳng cấp đó các bạn, nhất là cái chiếc du thuyền cá nhân này. Bạn đã thích video này, các bạn like mạnh tay, càng nhiều được like mình sẽ cố gắng làm thêm nhiều những video mà review mấy cái mà lạ lạ như vậy nữa bạn, review khách sạn, review resort, các kiểu nữa nha.
Ok, cài nhiều like với bạn.